Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tiêu diệt ngoại tam ác và nội tam độc. Sao gọi là ngoại tam ác? Đó là sát, trộm, dâm. Xã hội vì sao không được an ổn? Cũng bởi vì ba cái ác đó tác quái đấy. Mỗi ngày các tin tức đăng trên báo chí thì đã hơn một nửa tin là có liên quan đến ba ác sát, trộm, dâm này. Cho nên nói, trong vạn ác thời dâm đứng đầu. Cũng bởi trong thiên hạ có đến 8 hoặc 9 phần 10 người vì dâm mà sanh ý sát hại. Loại phong độc này thật đáng sợ thay. Nếu chúng ta không phạm sát, trộm, dâm thì vô hình trung chúng ta đã giúp cho xã hội được an ổn và duy trì sự hòa bình cho thế giới. Sao gọi là nội tam độc? Đó là tham, sân, si. Tham mà không chán thì vĩnh viễn không bao giờ biết đủ. Tham mà được vào tai thời ta vui mừng. Tham mà không được thời ta sân giận. Một khi chúng ta khởi lòng sân là vô minh sẽ gây sóng gió, thúc dục đấu tranh. Lúc bấy giờ chúng ta mất hết lý trí, cho nên ngu si bèn xuất hiện, khiến gây ra những chuyện điên đảo mà ta không suy nghĩ gì về hậu quả. Chuyện nhẹ là trái với nhân tình, còn nặng thì làm tổn hại lý trời. Chúng ta làm thế nào để tiêu diệt được nội tam độc? Đức Phật Thích Ca đã để lại cho chúng ta một phương thuốc rất hay, đó là giới định huệ. Người tu đạo nhất định phải giữ giới, do giới phát sanh định lực, rồi từ định lực mới sanh ra huệ lực. Những thứ này có mối quan hệ liên đới với nhau. Nếu có thể giữ giới, chúng ta sẽ không có tư tưởng tham dục. Khi chúng ta có được định thì mới không có tâm sân hận. Nếu chúng ta có thể phát sanh trí huệ, chúng ta sẽ không có những hành động ngu si. Ba cái ác của thân chúng ta là do từ thân tánh bên ngoài mang lại. Ba độc trong ý tưởng của chúng ta là do từ tâm tánh bên trong phát sanh. Vì một khi đã có tham, sân, si, thì người ta sẽ phạm sát, trộm, dâm. Nếu chúng ta có thể đem tham, sân, si biến thành giới, định, huệ, tức sẽ không có sát, trộm, dâm. Ba độc làm ô nhiễm tự tánh, khiến cho tự tánh không được thanh tịnh. Chân tâm bị che khuất, vọng tâm bèn vào nhà làm chủ nhân ông và chỉ huy tất cả, rồi nó khiến cho con người điên đảo, mê muội hồ đồ, không lúc nào được rõ ràng minh bạch. Kiếp sống của người này ví như cái thây thịt biết đi, vậy có gì đáng vui thú để mà nói? Chúng ta phải rửa sạch tự tánh của mình. Vậy rửa bằng cách nào đấy? Thì dùng lục đại tông chỉ, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không vọng ngữ này để tẩy rửa, để quét dọn, và nhất định rửa sạch cho đến không còn một chút nhơ bẩn nào. Nếu không tranh, thì thế giới tự nhiên sẽ không có chiến tranh. Không tham danh, không tham lợi, thì mọi người sẽ chung sống hòa thuận với nhau. Không cầu, tức nhân cách mình tự nhiên sẽ cao thượng, ở đâu cũng được người ta cung kính. Không ích kỷ, là việc gì cũng nên nghĩ cho người khác mà quên mình, và không tính toán với người, cũng không phân biệt bốn tướng, ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Không tự lợi là khi được lợi ích thì ta chia đồng đều, chứ không có tư tưởng muốn độc chiếm. Thậm chí ta còn theo nguyên tắc tự chịu thiệt thòi, khiến cho người khác được vui vẻ. Không vọng ngữ là bất luận việc gì ta cũng dùng lòng tin cậy để đối xử với nhau. Khi nói lời chân thật sẽ không sanh ra những chuyện phiền phức không cần thiết. Chúng ta dùng lục đại tông chỉ này để thân làm, tâm nhớ. Như vậy là gián tiếp giúp đỡ chính quyền quốc gia
và trực tiếp giúp đỡ cho chính mình. Chúng ta nên nhận rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình là trọng yếu như thế nào. Vì vậy, chúng ta nên làm một phần tử vẹn toàn và ưu tú, chứ không làm người dân hư xấu, gây nhiễu loạn trong nhân dân. Nếu làm được như thế, chúng ta mới không hổ thẹn là người Phật tử. Hy vọng mọi người nên dụng công về phương diện này. Nếu quý vị chuyên đi tìm cầu những pháp huyền diệu viễn vông, thế là bỏ gốc để chạy theo ngọn, tức quý vị vĩnh viễn sẽ không tìm được pháp chân thật. Sau hết, tôi hy vọng mọi người sẽ ném bỏ nội tam độc, ngoại tam ác ra khỏi chính tầng mây và vĩnh viễn đừng bao giờ giao du với bọn chúng, vì bọn chúng là những kẻ tiểu nhân, hễ thấy lợi là quên mất tình nghĩa. Cho nên, nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ bị rơi vào cạm bẫy của chúng. Vì bọn chúng cũng rất hoan nghênh chúng ta hợp tác với chúng để cùng chúng trôi dạt vào bùn nhơ. Hãy nhớ kỹ, chớ đi lọt vào bẫy rập của chúng. Chúng ta phải nên đề cao cảnh giác và phải có trí huệ để bội trần hợp giác, tức là quay lưng với trần tục để hòa hợp với giác ngộ. Nếu như không biết nhận thức rõ ràng, tức là chúng ta hòa hợp vào trần nhơ mà quay lưng với bờ giác, là hợp với lục trần để lập thành một công ty cổ phần với chúng. Giảng ngày 5 tháng 5 năm 1985.